ngày 15 tháng 1 năm 2022, trang mạng Việt Tân làm cái việc năm nào cũng thế, là tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, để chúng ta cùng tưởng nhớ và tri ân những người đã ngã xuống vì bảo vệ Hoàng Sa, một phần lãnh thổ mà ông cha đã để lại. Nếu thật lòng vì mục đích ấy, cái tốt này đáng ghi nhận như một hành động thể hiện lòng yêu nước cùng sự tri ân đối với sự hy sinh của những con dân nước Việt trong trận hải chiến Hoàng Sa, cách đây tròn 48 năm. Tiếc là kèm theo nó, Việt Tân lại hạ một lời bình, tri ân anh hùng dân tộc là làm sống lại ý chí bảo vệ đất nước. Không khó để thấy lời bình này chẳng có chút chân thành, nó như một mũi tên độc. Việt Tân vẫn là Việt Tân, luôn lợi dụng bất kỳ chuyện nào để đả kích, xuyên tạc sự thật, vu khống nhà nước Việt Nam. Trong câu chuyện đang đề cập này, với lời bình trên, Việt Tân ngụ ý rằng, Cộng sản Việt Nam là hèn với giặc, Việt Nam hiện nay, ý chí bảo vệ đất nước đã chết rồi, nên mới cấp thiết phải làm sống lại. Nực cười, khôi hài cho những kẻ lưu vong, từ vạn dặm xa gõ trống và hò hét bảo vệ đất nước như Việt Tân. Càng khinh bỉ hơn khi họ lợi dụng sự hy sinh của những cựu binh Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 vào việc vu khống, xúc phạm nhà nước Việt Nam cũng như những thế hệ người Việt sau năm 1974. Trước khi hạ những lời xuyên tạc lịch sử và xúc phạm hèn hạ đó, chẳng lẽ Việt Tân đã quên quân và dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình như thế nào trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chống lại quân Pol Pot xâm lược ngay sau năm 1975, và trên tuyến biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc, xâm lược tháng 2 năm 1979. Cũng thế, Việt Tân đã cố tình nhắm mắt để không biết đến vòng tròn bất tử, một biểu tượng bi tráng, một huyền thoại lấp lánh tinh thần vị quốc vong thân của 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam trong trận chiến đẫm máu bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Phải chăng, theo Việt Tân, các sự kiện trên, cũng như các cuộc đấu tranh kiên cường, khôn khéo chống lại các hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, như sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014, sự kiện Bãi Tư Chính năm 2019, nhà nước Việt Nam và các thế hệ người Việt Nam sau này là không liên quan, không thể hiện ý chí bảo vệ đất nước.